cho anh em nhé uh, tiện bóc ra chụp ảnh nên là ngứa tay là là review luôn đây chân vẫn còn đang đi dép quần ngố đây nên là review nó không được uh, hay cho lắm nhưng mà thôi tranh thủ vẫn review cho anh em ạ đây là cái màu của uh, của carbon này màu carbon này bóc ra mới thấy nó đẹp của nó đây kia là bộ phía sau đây là bộ phía trước cũng giống như kiểu cái thằng vân gỗ ấy thì uh, bộ trước của nó sẽ bao gồm là à 2 4 6 8 10, 11 chi tiết. Và phía sau là 6 9 12 là thành 13 chi tiết. Đấy. Bộ trước thì sẽ bao gồm màn hình này, hai cái bên này tắp ly, để hai cái ốp chỗ phần gương này. Đấy. Thằng này là bấm kính này, hai cửa gió này, cái chữ V ở chỗ vô lăng này, đây là cái hốc đựng kính này. Đấy là bộ trước, còn bộ sau thì sẽ bao gồm 1 2 3 4 5 6 sáu này là cái cửa gió hình chữ nhật còn cửa gió khe thì có ba cái này cửa gió trần à, đây là đèn trần ba cái cái hút mùi đấy, cái quạt hút mùi thông trần ở phía trên một cái đấy, một bộ combo phía trước phía sau sẽ bao gồm như thế này phía trước đây thì anh em có thể mua lẻ phía trước hoặc mua lẻ phía sau nhưng mà nếu anh em nào mà gọi là có điều kiện hay là yêu xe lắp cả trước cả sau đẹp quá đẹp luôn anh em mình quay cận cảnh này quá đẹp luôn. OK nhé, anh em nào quan tâm sản phẩm thì hãy uh, tìm mua đặt hàng ở trên Lazada, Shopee ở trên kênh của Phạm Văn Đào Tu nhé. Chào tất cả anh em.